cầm trên tay cuộn dây WFT đạt 16 cái cúp, 39 kg, đường kính 0.25 mm, 600 m. Dây này hiện tại được công nhận là dây bền nhất trên thế giới tính cho đến thời điểm hiện tại. Không biết các bạn mình có từng sử dụng qua cái loại dây này chưa, chứ mình thấy dây này là cỡ 39 kg này là lôi đầu mấy con bè quỳnh lên dư sức, 20 thậm chí 30 kg mình lôi đầu nó lên dư sức luôn, tự tin mình cương với nó luôn. Cái dây này đây nghe rất là lạ, nhưng mà nếu mà người nào mà sử dụng mà chuyên nghiệp, dân đi câu chuyên nghiệp trên thế giới thì hoàn toàn không có lại đối với người ta đâu, đúng không anh?